đó, đó. Em nằm đây nè, rồi nằm xuống ngủ đó. Ăn gian là cái lan can nó được thẳng giò, không có lan can đâu có thẳng giò đâu. À nó có 1 mét thôi nè, nó dưới tường nè, đi ra đây có 1 mét thôi, tự ăn gian cái lan can này nè. Rồi tính đó cô bác của anh chị, tính là để cái giò qua đây ngủ, có nghĩa là bình thường á. Thôi gớt rồi, gớt rồi. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. À, có một câu hỏi như thế này, với diện tích 1 mét vuông thì cô bác quý anh chị sẽ sinh sống, sinh hoạt và ăn ở như thế nào? Và hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng đang có mặt tại trung tâm quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh, và chính xác là 127A đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận nhất. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là một cái quán cơm trong ngôi nhà 1 mét vuông. Mặc dù là ngôi nhà 1 mét vuông, tuy nhiên cái quán cơm này phục vụ cho hàng trăm người. Và đây tìm hiểu một ngôi nhà độc lạ như thế này, mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ và anh Mộc Đồng vào bên trong ha. Trước khi vào bên trong á, thì đây là một cái quán cơm khá là xinh, và khẩu phần ăn là chỉ có 33.000 đồng một phần, bao no, bao gạo, bao cơm. Và đây là chủ nhân của ngôi nhà 1 mét vuông. Em chào chị ha. Dạ. Chị tên gì hả chị? Dân. Chị Dân. Chị Dân là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi rồi. 58 tuổi. Và ngoài cái quán cơm của chị Dân ra thì một điều khá là độc lạ là chị Dân đang sinh sống trong ngôi nhà 1 mét vuông. À, lạ không cô anh chị? Và ngôi nhà này chị Dân chia sẻ có hàng trăm năm rồi, cũng khoảng gần trăm năm rồi. Cái hấp chiên, cái kê chiên, cái gì? Ăn gì con? Đâu có cái hú chiên em. Rồi ở đây miếng nạp miếng mỡ nha. Chiên. Chị Dân là sống trong cái ngôi nhà đó là từ nhỏ đến giờ hay sao chị Dân? Đâu có nhà này, nhớ em mới mua đi thôi, còn ở nhà trong kia gặp ông bà trong kia. Dạ. Cái lóc chiên. Ờ, hàng ngày thì để trang trải cuộc sống thì chị Vân bán cơm ở cái đường Võ Văn Kiệt các bạn ha. Và ngôi nhà 1 mét vuông thì nó nằm ẩn sau cái quán cơm này. Để đi xíu nữa thì mình nhờ chị Vân dẫn mình lên. Chắc có lẽ là bây giờ là chị Vân đang bán cũng khó hả? Rồi gà há rồi. Không có đuôi, hết đuôi giờ còn cứa à. Để gì con? Sẵn tiền đây thì kì view muốn ăn chị. Hết luôn rồi, có nguyên tôm được không? Rồi, tới liền. Rồi, nhà chồng. Thông tin với lại tất cả cô bác của anh chị á, là hai anh em gông gũi trên mọi nẻo đường, tìm những cái hoàn cảnh khó khăn á. Thì hai anh em cũng có hai cái kênh ẩm thực nhỏ, cứng như xinh xinh thôi. Tại vì cô bác, nhiều cô bác anh chị nhận ra giọng nói của hai anh em. Đó là kênh Bùi Hồ có một cái kênh đó là Ăn Ngon TV, còn anh Mộc Đồng thì có một cái kênh đó là Món Ăn Dọc Đường. Ảnh không bao giờ ảnh vô nhà hàng, ảnh ăn cô bác anh chị. Nè, có anh này bên nè. Út. Dạ. Để phục vụ cho hàng trăm khách á, ngay tại cái quận nhất này á, trong một ngôi nhà phải nói nhỏ xíu xíu luôn, thì chị Vân cũng phải rất là cực. Nấu mấy giờ chị Vân? 2 giờ mấy khuya á hả? 2 mấy 3 giờ. Em lấy đường hay lấy ớt? Mỗi ngày là khoảng mấy chục món á. Đi chợ không biết nữa, có gì mua đó về bán nghĩ lên chứ không biết, không biết. 4 đời quán cơm của chị Vân là 4 đời rồi. Nhưng mà cũng thời gian nghỉ. Tại buôn bán ra phục vụ cho hàng trăm khách vậy á. Rồi tối lại lên cái ngôi nhà nhỏ xíu kia. Mà nực lắm. Chị Vân xong gắn máy lạnh. Ngôi nhà của mình á. Ngôi nhà mình không gắn máy lạnh chưa Vân? Trời ơi, tiền nó vừa gắn. Nếu có tiền nó chi lên nóng không? Nóng quá. Đúng rồi. Mùa này thì ngủ trưa trên đó rồi. Nhưng mà ngày chủ nhật nghỉ á, đâu có ngủ đâu, nghỉ xuống đây ngồi chơi. Dạ. Đây là quán cơm của chị Vân. Ngày hôm nay thì chị Vân cũng bán như mọi ngày vậy á. Chị Vân bán mấy chục món luôn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 món. Hả? Chị Vân thì lên được, cái chị kia nó bề ngang của chị hơi to nên là nữ chị không có lên được. Lên đâu vừa đâu lên, ăn gì lấy cái đen lấy chị cơ. Đó lên nó vừa. Sống trong đâu. Cái nhà chật hẹp vậy có gì khó khăn không chị Vân? Cũng khó khăn thì cũng sống gì nào giờ, có ăn cũng mà ăn. Em đang lo là ví dụ như chị ta gần trăm tuổi già sao bước lên bước xuống. Trăm tuổi già ở dưới đất, lên chị nữa có chết như này người ta biết, ở chợ chết ai biết. Chị Vân vui rồi. Chứ giờ hỏi cho lên chợ anh chi nữa.
Dạ. Ở đây là bán ngày mấy chục món, ngày nào cũng bán, chủ nhật nghỉ cũng hay chưa? Đổi món này món kia, có này không có kia vậy đó. Cũng vậy, cũng cái thịt nhưng mà đổi cái này có kia, như nay có này không có kia, kia không có món nọ. Chủ nhật chỉ nghỉ. Chủ nhật nghỉ. À. Chủ nhật nghỉ, để cho con mua đồ mua đạc khi nọ. Thứ hai là đầu tuần bán nhiều hơn. Mỗi phần cơm là thứ hai thứ bảy là bán ít. Dạ. Thứ bảy. Mỗi phần cơm như vậy là chị Vân chị bán có chỉ có 33.000 à. Cũng giá khá là bình dân mà mọi người có thể ăn được. Giữa một cái thời buổi kinh tế nó khó khăn như thế này á thì mọi người luôn thắt chặt chi tiêu nè. Rồi thành thử là quán của chị Vân bán mà khỏi cần shipper. Không có chỗ, không có mướn người. Ở nhà gì cháu rồi là. Đấy xe nè. Chị Vân vừa phục vụ bán mà vừa coi xe luôn. Bà cũng hay cho từ thiện. Dạ. Bán cơm là chị Vân làm luôn từ thiện trái ớt. Đúng gì không? Là không sao ớt ha. Không ăn nước, để gấp đèn đi. Chị Vân bán còn có một ổ rau nè. Rồi rau muống nữa nè. Trái dưa leo nha. Chị nói là bán khoảng chừng tầm 2 giờ là hết cơm rồi. Mỗi ngày 2 như giờ thế 2 giờ mấy 3 giờ rồi. Mỗi ngày như thế là chị 2 giờ khuya là chị thức nấu rồi hả? 2 giờ 2 giờ khuya. Là có nghĩa là chị làm như 12 tiếng luôn. Lời cũng không có nhiều. Chị tại vì có 33 ngàn nè. Cái chút nữa nó nhiều món. Trà đá là miễn phí hả chị Vân? Trà đá miễn phí luôn. Nó coi như ở Trà Đá là có nơi bán 5.000, có nơi bán 2.000 mà chị miễn phí. Trà Đá không có tiền, vậy thì mấy chép bơ lại nó ăn đó rồi cho nó cà Trà Đá, muốn cà Trà Đá uống đem theo về luôn. Đó, kệ đi, đi đá, rồi mua bệnh đá có 5.000, cà bạch trà 10.000, pha kệ, vừa ấy luôn, gần đó. Ở đây là khách ăn tự chọn, món ăn có sẵn ở trên. Những cái món mà như kho là đều được chị hâm nóng hết à. Chăm chua ra. Có bếp lò nóng. Có bếp lò nóng á. Quán ăn này nhỏ nhỏ xinh xinh lắm. Mấy cái ăn rau vậy. Mà cái cách bày biện của chị á, 3 tầng. Cái này 2 cái món. 3 cấp luôn. 3 tầng nên là nữ là nhìn dễ thương kìa. Ở đây thì Bùi Hồ sẽ liệt kê cho cô bác quý vị nè. Bày ra tới đây cá luôn, hết nè. Cho nào cho tiêu nè. Bên kia là mắm chân nha chị. Mắm chân. Rồi lòng gà. Kho gì cái đó là gam á. Mà sao một mình chị mà chị kham nổi mấy món này hay vậy? Chị không biết hả? Phải nói là cũng nhiều người lắm. Không biết. Nhưng mà mình chị là chị làm hết luôn à. Khách ăn tự lấy rau luôn ha. Tao muốn ăn ra. Dạ. Giờ này là đông khách nhất chưa chị? Những lây gai mấy này hơi vắng là biết sao không? Chị gần Tết rồi đó. Người ta về quê chơi lễ rồi đúng không? Ở đây là người ta ít chịu canh chua hơn là so với ở miền Tây. Miền Tây thì thích ăn canh chua lắm. Còn ở Sài Gòn nè, đa số ăn phải có nhiều rau. Và ăn toàn là món kho. Và ở trên kêu là mắm kho mà đâu có làm nổi. Dạ. Làm đâu có nổi của mình nữa. Cái ngọt em trai. Có gì hồng hả? Chân tương hả? Có gì cái hồng ở đâu không? Thì anh nghỉ vài bữa đi. Anh mệt, anh làm nó nổi. Có hồng chân tương á. Rồi. Mấy hộp con chai. Mấy cái ngày lễ, mấy ngày ăn chay á thì sao chị? Ăn chay thì bán mấy món đồ chay để cái bên đó đó. À. Cửa đó ha, một phần hả? Đồ ăn của chị Vân bán cho khách nhiều lắm. Không phải là muốn bán 33.000 giá rẻ ở Sài Gòn á. Không phải múc ít mà chị bán cực kỳ đông luôn. Cực kỳ nhiều luôn. Nên khách ăn đa số là khách quen với lại người lao động á. Bao no nên là nữ là mọi người ăn nhiều lắm. Đặc biệt là cái món chị có món trứng chiên mà hết rồi hả chị ha? Hết rồi. Nãy cũng hết mấy năm sáu món, sáu bảy món gì rồi, hết rút vô rồi. Đó, đồ ăn nhiều không? Cô báo anh chị mà Việt Kiều về á, ghé quận nhất ăn cơm, cơm phần cũng ngon lắm. Hoặc là gần gần ở đây nè, ghé qua quán của chị Vân nước thử một lần, không những rẻ mà còn ngon nữa. Cảm ơn chị. Và chắc có lẽ là để tham quan ngôi nhà của chị Vân á thì mời cô bác quý anh chị, ngôi nhà này cũng đã được viết báo cách đây khá là lâu. Một mảnh vuông, cô bác quý anh chị, đây là một cái cầu thang ha. Cầu thang. Dạ. Chị dẫn em đi được không? Chị leo chị bên đây nè, chị nói là chị leo hốc lọt luôn hả? Không,
không? Dạ. Chị không mua nhà tới giờ chị chưa bước lên. Không, mình chị vừa ngỡ thì chị cũng ngỡ. Dạ. Không biết ngủ nghỉ thì như thế nào ha? Có cái hầm á, chị có... chạy lên nằm nghiêng, chị dân nằm nghiêng. Ví dụ giờ một mét vuông vậy đúng không? Bây giờ hạ cái hầm xuống đi nằm kéo lên vậy. À. Còn bây giờ mời cô bác anh chị lên ngôi nhà một mét vuông, ngôi nhà có diện tích gần như là nhỏ nhất nước Việt Nam luôn. Và phải lên ngôi nhà này thì phải lên cái cầu thang. Chị Văn là năm nay là 58 tuổi rồi. Ôi trời ơi. Chỗ này là còn có 5 tấc nha. Chỉ có một viên gạch thôi. Bây giờ để anh lên hả? Em đứng đây, đứng đây. Dạ, lên được không anh? Được, anh lên bình thường. Thì hai anh em thì bây giờ phải một người lên trước và một người lên sau. Chứ bây giờ nó chỉ dọn dẹn là có một mét vuông như thế này. Cao thì khoảng từ đây đến đây đụng đầu luôn là khoảng chừng 1m8 không tới 2m nữa nè. Đó, đứng thẳng là gần đụng đầu luôn. Đụng đầu luôn á. Đúng rồi anh. Rồi. Lên cái thang nữa ha. Ở chỗ khu vực em đứng là chỉ còn nửa mét thôi nha. Đúng rồi, còn nửa mét vuông thôi. Chỉ một viên gạch thôi. Ở đây có một cái tủ lạnh nữa nè, thấy không? Ờ, có cái tủ lạnh luôn. Phải gọn gàng ngăn nắp lắm thì cái ngôi nhà này mới có thể chứa đồ được ở trong đây được. Mà coi lên đây là lúc nữa có tầng hầm được, cô bác anh chị. Đây, làm cầu thang tiếp. Trời ơi. Lên cầu thang nữa. Ây da. Hiện giờ thì mình thấy là vừa lên đây thì đúng một mét vuông luôn đó cả nhà. Và đồ đạc thì chị để hết rồi, ngăn nắp luôn nè. Không, nó kia nữa là tới. Lên ở đây để cho chị Văn lên coi. Đúng rồi, nó có một mét thôi nè, nó với tường nè, đi ra đây có một mét thôi, tự dặn gian cái lan can này nè, mà đập gạch một chút. Nè, đó là đúng này là cái tường của nó là đây có một mét thôi. Nhưng mà anh gian cái lan can nha, mình thấy được đồ. Khi nào ngủ rồi đầy đắp hầm xuống vậy nè. Rồi bán người nó chặt ấy. Nè đó. Trời ơi. Đó, đẩy đắp hầm xuống vậy đó. Thôi bây giờ chị cứ ngủ đi, em kiếm chỗ em leo lên. Đó vậy đó, rồi đẩy hầm xuống ngủ vậy nè. Còn cái đẩy hầm xuống á thì nó đâu có ngủ được nhiều đâu. Đúng rồi. Chị nằm sao đâu? Thì nằm trên vậy nè đó. Rồi, đẩy nắp hầm lại rồi, chị đợi chị đi đẩy nắp hầm lại giùm em ơi. Đó, đẩy hầm. Đó, hầm này nè. Rồi nằm xuống ngủ. Đó, anh gian là cái lan can này nó được thẳng giò, không có lan can đâu có thẳng giò đâu. À. Đó. Rồi ngồi đi chị Văn, qua bên nắp hầm ngồi đi. Thôi tủa có nắp hầm gớt rồi. Thôi đi về, tôi xuống tôi bán. À, chưa, em lấy đồ. Đó là nó có nhiều đó thôi, đúng là vậy, anh gian cái lan can kìa. Mà em hỏi nè, chị sống với ai vậy? Sống đây có mình nè, nhưng mà nó xưa ở với ông bà, có chồng chết rồi, cha mẹ cũng chết rồi. Vậy hồi đó hai vợ chồng người ngủ sao? Hồi đó ở ngoài đường, ngủ ngoài đường. Vậy? Giờ con gái em thấy gì nó mua cho cái nhà này ở. À cái nhà này hồi đó mua nhiêu chị Vân? Không biết nha, em mua nhiêu không biết nữa. Không biết, nó mua cho ở rồi mà đã thấy ghê lắm. Không ai biết đâu, con Lộc Hải đuổi nhớ không? Ở đầu cái ổng nói sao chuyện nó bán cà phê. Nhưng mà nghề cơm của ông bà nhưng cũng bán nghỉ hủ tiếu rồi. Rồi ở đây rồi sinh hoạt rồi vệ sinh sao? Ở trong nhà trong á. À. Nhà trong của ông bà chồng á. À. Rồi cái ở đây rồi nhớ em thấy gì nó mua, ông Hải ông đuổi rồi hỏi rồi sao chuyện dựng vô. Đâu đâu chị mỗi lần bước chị đẩy sao đâu chị làm lại bước xuống không chị bước xuống dưới á. Chị bước xuống dưới chị đẩy cái hầm nắp hầm lên. À. Bước xuống mới đẩy lên mới đẩy lợn. À. Đi lên mới đẩy nắp hầm. À. Đi xuống thì để chống vậy đó đặng nữa mình có thêm chung lên được. Đấy, nóng vô. Cái này mà có thêm một ông xã nó không biết ngủ sao luôn. Không có ông xã thì cũng ngủ ngoài đường cho nên ngủ không có chỗ rồi. Có ông xã là ra đường ngủ. Mà không có ông xã thì ngủ trong đây. Trời ơi. Vậy kiểu mình leo lên xuống cũng chị leo chứ ai đâu leo. Leo lên mệt không? Em xuống mệt, thì xuống. Mệt. Dạ. Cô bác bên chị thấy không? Đây là cái nắp hầm nha. Nắp hầm này là nắp hầm tự chế. Ngủ là cứ đẩy xuống vậy là ngủ. Ở đây có cái quạt nè. Cô bác bên chị thấy không? Có cái tivi này thấy không? Có đồng hồ xem giờ để biết buôn bán. Có một cái đèn. Ở trên kia cũng có nơi thờ cúng hả? Đúng không anh? Đúng rồi. Có cầu thang lên trên kia nữa kìa thấy không? Trên kia thờ cúng ở trên. Và cái cầu thang này được xếp bằng xếp nữa đó. Xếp lại được hả? Nó có bản lề đó. Đúng rồi. Bản lề trên đó đó. Có thể xếp gọn lại luôn. Nhưng mà cái tivi này chị đem lên cũng cực đó đúng không? Cô áo của chị. Đúng rồi. Đúng không? Mà đem tivi bỏ từ dưới leo lên cầu thang. Nó hầm quá. Cái đường chung lên quá nhỏ nè. À anh Một Đồng cảm thấy như thế nào khi mà ngồi ở trong một cái ngôi nhà một mét vuông như thế này?
cái lần đầu tiên mà mình thấy rất là độc lạ luôn đó cả nhà. Kể cả mà hai anh em đang ngồi trong này còn rất là chặt luôn á. Nhưng mà chị thì cái cuộc sống thì cũng mấy chục năm nay, gần hàng trăm năm rồi. Ở đây dọn dẹp 1m2 nhưng mà đồ đạc thì cô chú anh chị thấy nè, chị để rất là ngăn nắp luôn. Kể cả là mùng mền gối này nọ. Đây nè, thấy không? Đồ đạc ở bên đây nè, đầy đủ hết trơn. Nhưng mà cái quạt là cũng phải tiết kiệm diện tích, nó phải bắt lên được cái cầu thang trên kia. Thang, đúng rồi. Treo lên rồi nó nằm ở dưới này, nó cái này là cái giá đỡ ha. Rồi nó đồ ăn dự trữ trái cây đây nữa nè. Bữa nay vô nhà chị Vân tại Sài Gòn khám phá một bữa. Ừ. Ở trên này thì chị làm nhiều cái kệ. Này đứng lên cái là đụng đầu nha, không đúng quen rồi. Là đụng đầu. Đứng lên sẽ bị đụng. Mà nhiều cái kệ như thế là chị mới để được đồ. Cái này là sẽ đúng với một cái câu là qua đây quay cho cô bác của chị, không biết ngồi đây được không? Này nó tuột không? Không, ngồi đây không tuột nha. Không, rớt xuống dưới á. Đây là một mền của chị Vân nè. Không có ngồi về đó được. Cái này anh một đồng biết đúng với cái câu gì không? Sao? Một cái câu đó là ăn nhiều chứ ở nhiều. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, chỉ 1m2 gì vẫn ở và vẫn sống mấy chục năm nay. Ô, đây còn có cây trọ cột lên nữa kìa. Đó, đó. Hay ha. Thì hôm nay thì mấy anh em mình cũng lần xích xích. Ôi trời, Bùi Hồ tính cô bác của anh chị, tính là để cái giò qua đây ngủ. Có nghĩa là bình thường á. Ôi gớt ơi, gớt ơi. Bình thường á. Đây, để nói cho cô bác của anh chị nghe. Chị Vân không có ngủ thẳng giò ra gì được nha. Mà chị Vân phải cong nằm nghiêng và cong qua đây nè. À. Bởi hồi sớm em đòi ngồi qua đây là lọt xuống luôn. Nguy hiểm à. Đúng rồi, quá nguy hiểm. Để anh gắn lại cho em, cầm cái máy cho anh đi, anh gắn lại cho anh. Cầm lại quay. Bùi Hồ quậy quá. Anh gắn lại. Cái này gắn máy lạnh thì sao? Mấy anh thợ xử lý sao? Rồi dỡ lên anh một đồng. Rồi anh đi xuống trước đi anh Đồng ơi. Rồi anh đi xuống trước đi, hay là em? Hả? Đi xuống dưới chưa? Đi. Đi xuống trước đi. Ô, giao cho em cầm máy chắc không được đâu, không được đâu. Đúng rồi. Để anh cầm, anh tự đi chứ. Anh cầm giùm em luôn. Rồi em đi xuống đi. Em mong manh dễ dở lắm. Xuống trước đi. Tại anh một đồng anh cố bán với chị. Hàng ngày là anh leo thốt nốt á. Anh leo mấy cái cây đài, cái tre quen rồi. Còn Bùi Hồ thì có một cái nhược điểm là cao. Này nó cũng không có cao lắm nhưng mà vẫn sợ. Đây, cái viên gạch này chừng 4 tấc gì. Đúng rồi. Đúng với một cái câu là ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Với diện tích 1m2 này thì mọi cái sinh hoạt của chị Vân á, ngủ nghỉ ở đây đó, và những cái sinh hoạt khác thì phải nhờ ké nhà người khác hoặc là đi vệ sinh công cộng đó. Bây giờ mời cô bác con chị xuống đây ha. Đi xuống là mình phải đi ngược như này đó, để đâu mình đụng cái đầu. Chúng ta nãy đi cái đầu lên trước rồi, đã đi xuống cái đầu trước. Đây là clip chia sẻ độc lạ rất hay đúng không anh một đồng? Đúng rồi, lần đầu tiên mà. Em lấy tay ra đi. Em đang lo lắng là vấn đề là sau này chị Vân mà tuổi cao sức yếu á thì bước lên đây nó có nguy hiểm lắm không? Khoảng 70-80 tuổi á. Nguy hiểm đúng không? Đúng rồi. Một mét vuông, tuy nhiên là cao là khoảng 4m. Đúng không anh? Cao khoảng 4m, hơn 4m. À, bước xuống ha. Đây là ngôi nhà phải nói là có diện tích gần như nhỏ nhất Việt Nam mà độc lạ nhất Việt Nam luôn hả cô? Cái tập này hồi xưa của người ta bán thuốc á, rồi ra đi nước ngoài hết rồi. Dạ. Này là cô Vân ở. Đã ở đây đó. Không biết 80 tuổi cô Vân sống sao? Leo lên leo xuống sao nổi? Trăm năm sao không thấy bả đâu. Đây, cái công việc hàng ngày của cô Vân và cái cô chú đây, các cô đây á, là bán cơm.
một mét vuông thôi nhưng mà có thể nấu cơm để phục vụ cho hàng trăm người mỗi ngày đúng không cô chị? Đó, hay ghê chưa? Nhưng mà mình làm sao có 3-4 người mình diện tích nhỏ vậy mình sao mình nấu được? Mình đã nấu rồi. Mình cô Vân nấu rồi, chị Vân nấu rồi. À diện tích nhiều xíu xíu nè, thấy không? Một mình chị Vân nấu phục vụ cho hàng trăm người trong một ngôi nhà một mét vuông là một điều gì đó nó quá sức tưởng tượng đối với các anh em mình. Và ngày hôm nay các anh em mình có dịp về lại Sài Gòn ngay tại địa chỉ 127A đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Đảnh, quận nhất của thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý anh chị để cho nó có một cái màu sắc nó khác khác hơn tí xíu về những cái hoàn cảnh mà các anh em mình đã từng gặp ha. Còn bây giờ mình và anh Bùi Hồ và anh Mộc Đồng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ở clip sau.